Tạo hình Halloween của Billie Eilish và bạn trai bị phản ứng. Billie Eilish hóa trang thành em bé với mũ và yếm hồng, còn bạn trai hơn 10 tuổi của cô xuất hiện trong tạo hình của ông lão. Màn hóa trang dịp Halloween của nữ ca sĩ Billie Eilish và bạn trai Zed Rutherford hiện là tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng. Theo trang BestSix, giọng ca Bad Wee hóa trang thành em bé và trưởng nhóm The Neighborhood mặc trang phục của một ông lão. Bộ trang phục mà Billie mặc có tông màu chủ đạo là hồng phấn, bao gồm mũ, yếm và đôi dép bông hình chú thỏ. Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 2001 còn lựa chọn kiểu trang điểm lấy cảm hứng từ những con búp bê. Trong khi đó, bạn trai hơn 10 tuổi của cô hóa thân thành một ông già với phần trán cao đầy nếp nhăn, đầu hói và ria mép bạc phếch. Cộng đồng mạng chỉ trích tạo hình của ngôi sao 21 tuổi và bạn trai. Họ miêu tả bộ đồ của cặp đôi bằng những tính từ kỳ lạ, rùng rợn hay thậm chí ghê tởm. Trang phục Halloween của Billie và Zed rất kỳ lạ, thật đáng xấu hổ, sao họ lại có thể mặc như vậy? Billie không cảm thấy ngại ngùng khi mặc bộ này sao? Zed, chúng tôi biết rõ bạn đang hẹn hò với một cô gái kém 10 tuổi. Vậy nên không cần làm như vậy đâu, thật ghê tởm, sao Billie lại ăn mặc như vậy? Một số người dùng Twitter bình luận. Billie Eilish sinh năm 2001 trong khi Zed Rutherford sinh năm 1991. Tháng 10 vừa qua, tin đồn hẹn hò giữa Billie và Zed dấy lên sau khi họ bị bắt gặp cùng nhau đến sự kiện Halloween Horror Nights tại công viên giải trí Universal Studios Los Angeles. Opry, kênh truyền thông chuyên săn tin nghệ sĩ hẹn hò, đã đăng tải nhiều hình ảnh hai người thân mật với nhau. Hiện, cả Billie lẫn Zed đều chưa lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, khán giả cho rằng cả hai đang ngầm thừa nhận bằng việc mặc những bộ trang phục nhấn mạnh sự chênh lệch tuổi tác.